bởi vì một khi mất đi sự ủng hộ, người cha sẽ không giao vị trí CEO cho anh trai. Lisa nhìn thấy tin tức còn tức giận hơn cả Beth. Nếu bị người quen nhìn thấy, cuộc sống được lên kế hoạch cẩn thận của cô sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Mary muốn anh trai mình cùng Lisa có quan hệ không rõ ràng. Tại bữa tiệc, vì lý do trận mưa, để cha đầu tư 100 triệu USD vào Lisa. Cứ như vậy, đó là cách mà Lisa kiếm được 100 triệu đô, cũng được sự giúp đỡ bí mật từ cô em gái. Kể từ khi anh trai đính hôn với con gái của tỷ phú, hai mẹ con Mary vô cùng sốt ruột. Nếu Beth và bố của Linda hợp đồng, điều đó có nghĩa là trong tương lai, gia sản trong nhà sẽ không có của hai mẹ con họ. Tuy nhiên, Mary sớm đã nhìn ra danh tính của Lisa. Nếu người phụ nữ kia vào đó ở bên anh trai, sự thật lộ ra sẽ cho thất trạng, anh trai cũng không còn có thể thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Beth bên này quyết định tiếp tục giải thích cho bạn gái về những tin tức đó, nói đó chỉ là hoạt động từ thiện mà thôi, là có người muốn phá hỏng đám cưới của chúng ta mới mang bức ảnh đó kiếm chuyện. Linda nghĩ không đúng. Rốt cuộc có rất nhiều người đi thù với Beth, chẳng mấy chốc hai người đã hòa giải. Mặt khác, Lisa nhận được 100 triệu đô la Mỹ rất có động lực, nghĩ mình đã chọn đúng cách để đầu tư. Rốt cuộc, không có khoản đầu tư nào tăng gấp đôi trong vài ngày và còn có cơ hội để gả vào nhà giàu có. Mặt khác, do sự phá hoại của em gái và mẹ kế, đóng góp từ thiện cũng là một điều tốt, ngược lại gây ra một số cho công ty. Việc này khiến cho Beth ở trong lòng người cha trở nên tồi tệ. Beth, người đã chuẩn bị cho vị trí cao nhất, giờ lại phải chịu thêm một năm nữa để quan sát. Nhìn thấy vị trí đến tay lại mất đi, Beth tìm đến cha mình. Mẹ đã cùng cha gây dựng, mở đường cho cha. Cha đến lúc thành công, trở nên giàu có lại cưới thêm vợ và sinh nhiều con như vậy. Một lời trách mắng, nhưng cha anh đã quá tức giận và ngất xỉu trên mặt đất. Vừa đưa đến cấp cứu, anh em lại tranh giành gia đình. Mary đổ hết mọi trách nhiệm cho Beth, cha mới tức giận mà nhập viện. Vì vậy, vị trí người thừa kế sau này không liên quan gì đến anh ta. Muốn gọi điện để vạch trần hành vi của Beth, để cho tất cả mọi người biết anh là một người con bất hiếu. Phu nhân vì để ổn định cổ phiếu của công ty, một cái tát vào mặt để đánh thức con gái mình. Đừng nói cha con đến bây giờ vẫn chưa chết, dù chết rồi cũng không được phơi bày trước truyền thông. Lúc này bác sĩ ra ngoài nói rằng người cha đã qua cơn nguy hiểm, nhưng không chắc lúc nào có thể tỉnh lại. Tuy nhiên tin tức này lại có người buồn, có người vui. Mary sau khi nghe cha mình vẫn ổn có chút thất vọng, nét đề xuất rằng mình là con trai cả, nên thay cha mình tiếp quản công ty. Mẹ kế ngừng rồi vì sau khi nghe điều